Hello, xin cả anh chị em có gì chứ ông nội ngoại. Hôm nay mình sẽ làm video của AK47 VIP Dragon. Rồi ôi, đọc cái tên nó phế nào. Thì sau bao nhiêu năm thầm thương trộm nhớ thì mình cũng đã có cái khẩu AK47 VIP rồi. Dragon này rồi. Vãi. Mà anh quay tay vui này khó khăn lắm. Để anh một chút nào. Rồi, tất cả anh em trở lại nữa đây. Mày đã ôm rồi. Mấy thằng kia mày nhớ mặt đây nhá. Mình bây giờ nó coi đây làm du có mắn. Ôi dồi ôi, thằng kia nó lại thích đúng đấy làm gì cơ. Cũng có ra 1 khổ hỏi mình. Ờ thằng kia. Ờ nó chết luôn kìa. Xuống xuống kia bắn đi. Ôi ôi ác thế nhờ, định phải đi một quả thôi. Ấy, lại lỡ tay bắn rồi. Đây bắn thế này không hay đâu. Ôi thằng này chết nhờ luôn. Một thằng chết này, ôi thằng thứ hai. Lót mình là mình đổ xong rồi. À, rồi hiện tại anh em mình trở lại nữa đây rồi à, dồn đúng ấy. Cái quả đấy à, thằng tơ hồi sinh ngay chỗ đấy cơ đen nhở. Đây đã cầm AK47 trong tay phải cận chiến một con đúng không, nhưng bây giờ mình cố gắng cận chiến một con. Cố gắng thôi, cố gắng về cố gắng cận chiến một con nào. Bắn mình mà định mày bắn đâu cái này. Xác lộ đàn thân nào, xác lộ đàn thân. Bắn nào. Máy không nổ. Đấy các kiểu chứ bây giờ nhìn kiểu này cũng nguy hiểm lắm ấy. Trời ơi nhảy trượt rồi. Còn mấy thằng đứng đây cũng nguy hiểm lắm. Thôi bây giờ là Hunter rồi, không phải để tìm để sau đi. Xong rồi. Bắn nó. Ồ hay quá. Đánh vấn vấn này phải nguy hiểm rồi chứ. Phải là chúng nó bị ăn đòn đấy. May không phải mình. Ok, xin anh em. Ừ, vãi. Rồi đó xin cả anh xem chị em có gì mình trở lại nữa ở đây mẹ. Rồi đó chẳng đến mình enter luôn rồi à, mình dòng luôn rồi. Đúng rồi rồi. Rồi đã cầm AK47 trên tay cận chiến đúng không, là mình cố gắng dù có chết cũng phải cận chiến một con. Rồi, cố gắng thế thôi nhưng mà khó lắm anh ạ. Cái này rất là khó luôn đấy. Đâu nó đâu à, nó như nó kia à, sao kìa. Ấy nhảy nhầm rồi. Tơ rồi, nó tơ kìa, thằng tơ kìa. Thằng tơ kìa kìa. Thằng bắn phê thế nào, anh em cảm thấy bắn nó phê không? Quá là phê. Bây giờ, chết này. Ôi trời ơi. Rồi, hello anh em ơi, trở lại nữa đây. Rồi ơi. Cố gắng cận chiến nhưng mà không được. Không thể cái cận chiến được cơ, mới đau chứ. Đã có mình chỉnh sang cái chỗ mà mình tìm được máu đốt đủ coi mới cần chiến đồng con. Cái này khó lắm, kiểu nó khó khăn lắm. Cô, rồi hỏi mình, tất nhiên hỏi mình coi mình làm Hunter là do một trận rồi mà. Rồi đâu nó kìa, thằng kia là do kìa, thằng tơ kìa, tầm tơ kìa. Kìu, úi tổ ôi, chết chết. Chết luôn rồi, mẹ. Rồi cái anh em trả lại đây, ôi dồi ôi. Cận chiến nhưng mà nó chưa hết máu, mới cái chiến kiểu gì bây giờ nhỉ? Khó này đấy. Mẹ bây giờ cố gắng thôi, cận chiến một con, mình nghĩ là cố gắng cận chiến một con thôi. Cố gắng thôi nhưng mà chuyện là không thể à. Mẹ ao chứ này. 1, khô, hỏi mình. Rồi, mình không phải do, không phải tơ là hay, không phải tơ. Chạy thôi chứ còn gì nữa giờ. Trung chiên nhiều lắm ấy.
kia có một thằng tơ kìa. Thì có thằng tơ dưới có thằng nào không? Không có nào à? Có đằng sau à? Không phải, tưởng đằng sau mình chứ. Đâu rồi, mình đang lơ láng dưới này này. Rồi không thằng nào kia kìa, không thằng kia kìa. Đấy, máy mà đá kìa. Chị tá nguy hiểm lắm ấy. Chị tá, mà chị móc móc lốp đấy. Em tá lần sau mình cố gắng ăn được quả đấy. Chết luôn rồi à, nhanh thế. Nhanh nhở. Rồi mình mới chạy đâu vậy. Rồi em ấy ra chơi nào, ra chơi đi, ra chơi nào. Ôi giời ơi, chết thế. Ngon ơi là ngon đi kìa. À chết không. Thì thành thế. Thằng nào dã mờ của ba anh. Nào còn nó có thật lo có chết không. Có chết. Nè à. Anh em mình trả đàn nữa là đây. Trời ơi. Lần này cố gắng phải cả chết được một con thôi rồi. Rồi, chơi kia một con rồi. Nghe thì nhá, ơ. Thằng cãi thế nhở. Ông nó bị tức ở đấy nhá. Chúng mình cả chết không? Có mà cho không xong mình cả chết không? Giết thôi. Ông cho ông vận chuyển là ông bắn bây giờ chứ. Ấy ấy. Chết này rồi một thằng. Quá hay. Thằng thứ hai, thằng thứ hai. Thằng thứ hai, thằng thứ hai quá hay. Ơ. Rồi cận chiến kia. Em ấy hay chưa? Mình cận vừa cận chiến một con đấy. Đẳng cấp vồn. Hay vồn. Này đầu tiên mình cận chiến một con anh em ạ. Con này đúng không? Đầu lâu không có. Chết rồi. Nó chết rồi. Nhưng mà kệ. Ơ chết rồi. Và ai kẹt ngay trận lần nữa. Rồi anh em mình trở lại nữa đây. Rồi vừa anh em thấy mình cận chiến một con đúng không? Em là đầu tiên mình cận à đâu không phải. Lần thứ 4 à đâu lần thứ 10 cận chiến một con rồi. 3-2 lần là mình cần chiến ở video còn bữa mấy là còn lại là cần chiến ấy rồi. Thế là hay rồi, được rồi. Giọng không có phải không? Hỏi mày thế. Muốn này giọng như nào luôn. Bây giờ anh tơ với mình giải quyết luôn nhở. Tơ nhở. Anh mình giải quyết luôn đây đi. Rồi. Mày giọng non này, giọng non dây chơi anh. Tên anh lỡ tay ấn nhầm rồi. Nó không phải đấy rồi. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Rồi chết rồi. Rồi chết rồi. Chết chết nhầm rồi. Nhầm bắn nhầm chết nhầm rồi. Nhầm chứ nào. Rồi xin anh em mình trở lại nữa ở đây. Ôi vãi nổi. Hay nha, toàn vừa toàn ấn một viên đạn. Thằng kia may nhá. Kia mấy thằng kia toàn một viên đạn cuối cùng là nó chết rồi đấy. Quả đấy mà không có viên đạn nữa thì nó không chết đâu. Mình toàn chuyển tay đây cơ. Ăn quá đà là cái tội. Vậy rồi đằng làm cái tơ luôn này. Thì mình đau lòng chứ lại. Đâu hai kìa. Ui. Đi nhìn hai kìa. Đi chuyển cứ nhìn hai. Thằng này áp cả. Hai cả thì anh bán thôi. Các bạn nhìn giờ làm gì áp cả. Độ solo với cả tơ cơ à. Tơ là thằng chạy nhanh nhất là trong tập đoàn zombie đấy nhá. Không phải giọng vừa đâu. Đổi đổ súng à. Ok đổi súng thì anh cân hết. Lên đây đổi súng à. Đổi súng à, đổi súng à, đổi súng không? Không phải đổ không? Ok rồi. Mẹ mấy con kia nhá. Ok.
các bạn cầm AK biết chưa? Thế này thằng kia chết là kiểu gì cũng bị hóa giải mà. Đó, thằng kia có chết không? Thằng kia có chết không? Nó chết không? Nó chết là cái chắc rồi gì đó. Rồi anh làm chút nào. Rồi bây giờ mình đang cố gắng giết anh thằng tơi kìa, thằng tơi kìa. Thằng kia nguy hiểm lắm ấy. Rồi cố gắng thằng kia. Rồi qua sao thằng kia nó chết không? Sắp hết giờ rồi. Thằng kia nó là what the fuck, nói gì ấy. Rồi bây giờ là có lên lên giết nó, lên giết nó. Mình giết nó đi. Điều này có chắc, điều này. Mày, úi trời ơi, lạng lách đúng rồi nha, lạng lách tốt lắm, ngon lắm, tốt, tốt lắm. Đâu ở đâu, đâu, đâu. Rồi, đây rồi. Rồi, đây là có lý rồi. Vừa ăn được một cận chiến được một con rồi, bây giờ có cận chiến phát nữa đi nhỉ. Cho máu, mình thích cận chiến đấy, bắt đầu đấy cận chiến đấy. Nên là anh hỏi mình cận chiến đâu. Có 7, 5, 4, 3, 2, 1, 4. Nó phải mình. Mình may mắn. Rồi, mà rồi cận chiến con này, cố gắng cận chiến con này. Có mẹ. Rồi thế là có lít thôi. Rồi ôi sao lần nào ngu người thế nhở. Thế lần này cố gắng cận chiến mà từ từ thôi. Chứ bọn này nguy hiểm không kém gì đâu ấy. Rồi anh em nào. Anh em lên cho này. 4 3 2 1 Cô không phải mình. Lót mi mà. Mình sử dụng một thần chú gọi là thần chú. Bắn không nổi này. Đâu chết đâu. Nó có. Mẹ thằng nào ăn nhá. Thằng nào ăn nhá. Bố la bố quét nhá. Hàng của mình đấy. Nào ăn các con trước của mình. Hàng ngon như thế. Ôi. Rồi lo anh em mình trở lại nữa đây. Rồi có hôm nay con thằng mình vừa đổ lửa phòng xong. Nó kia kia vừa thấy mồi ngon xong là thấp mồi mình. Ui ôi mạng quý giá đấy, mồi như thế mà không ăn được mà sáng phải hết cả cuộc đời ấy. Đó, tìm cái đó. Bây giờ đi tìm cái ngon cái gì cơ, khẩu gì cơ. Ờ trời ơi, MG. Ôi trời ơi, cuộc đời thật khó khăn và vô số tội. Ấy, nó đã giết nó rồi. Mẹ ạ. Rồi rồi quên cái nhảy trong đây chứ làm gì nữa à. Rồi thằng thằng kia nó còn sống kìa. Mẹ à, hãy lơ tay cho nó kìa. Đây 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 nó kìa nó. Vãi. À rồi. Rồi xin anh em mình trở lại đây, không biết vừa ấy tại sao mình chết nhở. What the fuck, do mình ngu người quá ấy mà. Thế là có clip thôi. Giờ làm lốt lốt cái video này thì thôi mình cũng nghỉ lốt. Ây trời ơi. 2 1 Cô còn nốt rồi mình. Mình làm tơ rồi. Mình không phải làm tơ, mình chẳng cũng chẳng muốn làm tơ đâu. Biết ngay hàng sau mình luôn. Mẹ. Ơ. Ơ.
tay giết nó nữa rồi. Giản lỡ tay giết nó nhở. Không cho nó một con hộ sống cửa đằng sau nhìn kìa. Hay mà. Kiểu gì ngay đằng sau mình. Ơi. Toàn hàng ngon không bao giờ đến chỗ mình. Rồi. Chúng ta chơi kiểu lớp lớp này. Lớp lớp mà khó chịu lắm nhá. Giờ có một thằng kìa. Địch bại. Đằng sau quay. Nguy hiểm chưa. Ấy. Một thằng. Không ăn được rồi. Bọn anh nguy hiểm lắm ấy.